Chào mừng các bạn đã trở lại channel của mình là Đức. Và hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một chủ đề mà mình đã ấp ủ từ rất lâu, mà mãi cho tới hôm nay mình mới có dịp mình làm. Đó là mình sẽ làm một cái challenge, một cái thử thách shopping 100 đô cùng với Local Brand. Mục đích mình làm cái video này ở đây là để muốn mình và các bạn cùng biết thêm những cái thông tin về những cái local brand của chúng ta, như là những cái mẫu mã thiết kế của họ, chất lượng sản phẩm và giá tiền của họ như thế nào, để mình và các bạn có thêm những cái thông tin và nhiều sự lựa chọn hơn về sản phẩm. Thời tiết Sài Gòn những ngày nay thì mưa nắng rất là thất thường, cho nên cái nguy cơ mà trời đổ một cơn mưa là rất là lớn. Mình hy vọng hôm nay thời tiết sẽ thuận lợi để mình có thể quay lại trọn vẹn cái quá trình đi shopping của mình, để các bạn có những cái hình ảnh trong cái buổi đi shopping của mình. Ở bên này thì trời rất là trong xanh, nhưng mà bên này thì trời đang rất là âm u. Ayo, chào mừng các bạn đã trở lại, nhưng mà trở lại với cái phòng của mình. Thật sự rất xin lỗi các bạn, mình không thể quay lại cái buổi đi shopping của mình, bởi vì thời tiết Sài Gòn những ngày nay mưa rất là khủng khiếp, cho nên thôi mình quyết định là để cái camera ở nhà luôn, để tránh tiền mất tật mang. Tuy nhiên thì mình cũng đã hoàn thành được cái buổi shopping của mình, tuy nó không được thuận lợi mấy. Thời tiết thì rất là mưa, cho nên một số món đồ thì mình cũng order, và một số món đồ thì mình đến tận nơi để mua. Thì đây là thành quả của ngày hôm nay. Chúng ta có Far Away. Cái hiệu này thì mình không biết đọc, cho nên mình đọc đỡ là T-S-U-N T-Sun nữa, R-S-W, và có The Builder. Rốt cuộc thì mình cũng đã hoàn thành được cái challenge 100 đô shopping local brand. Thì chúng ta sẽ mua được những món gì? Đây đúng thật sự là một cái thử thách đối với mình luôn, bởi vì vấn đề ở đây là cái kiểu của mình là mình thích mặc những cái áo thi rộng với những cái size oversize hay là những cái size lớn. Tuy nhiên thì những cái local brand của chúng ta lại may những cái size, những cái fit cỡ như mấy cái áo medium của mình. Thật sự thì rất là khó để mình lựa được những cái form áo mà nó hợp với mình. Ok, và không nói dài dòng nữa thì chúng ta bắt đầu vào xem thành quả của ngày hôm nay mình đã cướp được những món gì nha các bạn. Đầu tiên chính là Find Away. Cái local brand này thì các bạn trẻ bây giờ đã không còn xa lạ gì nó rồi, chắc chắn là ai cũng biết tới nó rồi, nó quá là đình đám. Thì thật sự mình không có biết nhiều về các cái local brand đâu, khi đi ra đường thì nó cứ đập vô mắt mình thì mình cứ để ý và mình biết tới nó thôi. Find Away thì là một trong những cái local brand mà mình có thiện cảm nhất. Thật sự rất là sold out các bạn, bởi vì lúc nào tìm đến Find Away chúng ta đều thấy những cái mẫu mã mới, những cái thiết kế mới. Thật sự là rất là sold out đến founder Find Away và team design thiết kế làm những cái sản phẩm của Find Away. Mình mua một chiếc áo đến từ cái collection gì mình cũng không biết đọc nữa của họ, mà Ete gì đó các bạn. Cái này thì mình không đến trực tiếp store mình lấy, mà mình order trên cái Insta của họ, thì có cái link để vô order cái collection mới. Và đây là chiếc áo mình đã cướp được. Ở phía trước thì có một cái hình in, họ in rất là đẹp các bạn. Mình thấy trên hình á thì mình không nghĩ là cái hình in này nó chất lượng đến như vậy đâu. Họ in không phải là in phẳng đâu nha các bạn, mà là in có những cái đường nét, những cái án mây này nè, cái cây này nè, nó là những lớp chồng lên nhau, chứ không phải là in một mảng thẳng ra thôi. Wow, thật sự là ở ngoài nhìn còn đẹp hơn trên hình nữa. Đây là thác của Find Away. Thì chiếc áo này mình mua với giá là 410.000. Vải thì là vải rất là cứng, mình thích loại vải như thế này hơn là cái loại cotton 4 chiều. Vải cứng và nặng thì form nó sẽ đứng hơn. Ở dưới đây thì có một cái dòng chữ là Find Away, Find Away hai bên luôn. Và ở phía sau này thì họ có một cái dòng chữ của cái collection của họ và cái năm của cái collection đó. Và những cái chữ nó có một phong cách, nó mang một cái hơi hướng rất là off-white đó các bạn. Một lần nữa shout out đến Find Away. Tiếp theo cũng là một món đồ đến từ Find Away, một chiếc quần short. Chiếc quần này mình mua với giá là 350.000. Đây là một chiếc quần short basic, chất liền thun. Thì cái xu hướng thời gian gần đây thì những cái hãng brand đồ á, họ luôn cho ra những cái collection với những cái phối màu nó rất là nổi, nó rất là sặc sỡ. Các cái neon màu nhạt hay là những cái màu rực rỡ nổi như màu đỏ, màu vàng, nó rất là nổi bật đó các bạn. Nó không có bị những cái màu cơ bản như là trắng, xám và đen nữa, như những cái phối màu trước của những cái collection của Philip God Essential. Thì mình rất là thích những cái màu sắc nó nổi như thế này gần đây. Quay trở lại chiếc quần của chúng ta, thì chiếc quần của chúng ta nó rất là đơn giản, phía trước là một màu vàng trơn thôi. Có cái chữ TM ở đây, mình không biết TM là cái gì luôn. Mình thật sự không có một chút kiến thức gì về những cái local brand này. Mình chỉ biết đẹp và xấu thôi các bạn nha, các bạn thông cảm cho mình.
Ở dưới đây thì cũng có một cái kiểu kiểu design của Fadeaway. Những cái dòng in này họ in rất là đẹp. Các bạn phải cảm nhận bằng ở ngoài thôi, mình không biết diễn tả như thế nào. Phía sau bên đây là phải một chữ Fadeaway logo của họ. Và chúng ta có một cái túi dán được. Rất là tiện lợi. Mình hít những cái túi dán lại được và kéo được. Chúng ta để đồ trong đó sẽ làm cho nó khó rớt ra hơn. Và chiếc quần này mình mua size là XL. Ở chiếc quần này mình không mặc form rộng mà mình mặc form suông. Mình muốn cái kiểu giống như là form suông ở dưới chân và mặc một chiếc áo rất là to. Dạo này mình thích cái kiểu như vậy. Đó là hai món đồ mình khớp được của Fadeaway. Fadeaway luôn không làm mình thất vọng về cái kiểu design và chất lượng, cái quality của cái sản phẩm của họ. Và cái local brand tiếp theo của chúng ta đó chính là Hades. Mình có follow Instagram của Hades thì mình thấy họ có những cái sản phẩm rất đẹp. Tuy nhiên như mình nói đầu video thì cái size của áo rất là thật sự không có vừa với mình, cho nên mình chỉ mua được quần thôi. Và mình đã khớp được một cái quần bằng vải dù. Và chiếc quần này mình mua với giá là 450.000. Trong bao bì của họ thì có một cái name card đơn giản vậy thôi. Và đây chính là nhân vật của chúng ta. Trong tủ quần áo của mình đó giờ chưa bao giờ mình có một cái chiếc quần dù như thế này. Và đây là chiếc quần dù bằng vải dù với cái kiểu phong cách này đầu tiên trong cái tủ quần áo của mình, đến từ Hades. Nhìn chiếc quần này thì nó có phong cách mang một hơi hướng rất là hip hop và rất là old school, đúng không các bạn? Ở phía này thì có một cái dòng chữ của logo của Hades trải dài ở đây, hình rất là đẹp, rất là đơn giản. Và ở phần viền, cái phần viền lai này thì có một cái phần bằng một cái phần viền đi xuống từ trên thân cho đến cái gót luôn. Theo mình thấy thì chắc chắn chất liệu này là 3M rồi. Nó sẽ phát sáng, nó sẽ dạ quang. Với cái chiếc quần này mình chỉ lấy size M thôi, bởi vì form nó rất là rộng. Họ làm quần rộng như vậy mà áo thì nhỏ xíu à. Mình không thể nào lựa được cái nào cho mình hết. Cái đặc điểm của những chiếc quần dù này á, nó có cái tính tiện lợi là rất là mau khô. Chúng ta sẽ thật sự rất là thoải mái đi trong những cái ngày mưa như thế này. Những cái ngày mà thời tiết mưa rất là nhiều như thế này thì những chiếc quần dù á, vừa có thể mà đi ngoài đường, ví dụ chúng ta có ướt mưa thì nó cũng dễ khô, hay là chúng ta giặt thì nó cũng rất là mau khô. Đó cũng là một cái tính tiện lợi của những chiếc quần dù mà mình thích. Và nó nhẹ nữa. Các bạn đi du lịch thì chỉ bỏ trong hành lý ba lô á, thì các bạn có thể xếp lại rất là gọn, ép nó lại rất là gọn và nó rất là nhẹ. Đó là một cái điểm cộng của những chiếc quần dù. Ok, và đã ba món rồi. Local brand tiếp theo của chúng ta là The Builder. Thật sự là mình cũng không biết gì về cái local brand này luôn. Mình chán mình quá. Chắc chắn sau cái video này mình sẽ phải tìm hiểu thêm nhiều về những cái local brand này, bởi vì thật sự mình rất là sao đau họ. Thật sự khi mình shopping với những cái sản phẩm này, mình đến những cái store đó, mình lựa sản phẩm của họ, mình nhìn thấy được những cái mẫu mã đó, thật sự mình rất là cảm xúc luôn các bạn. Cảm xúc bởi vì những bạn founder của những cái local brand đó, họ đã đưa cái streetwear Việt Nam lên một cái bước mới. Nó không còn lượm thượm, nó không còn kém chất lượng, nó không còn là những cái gì đó nó tầm thường nữa. Những mẫu mã, những design các bạn có team thiết kế, các bạn có chiến lược marketing, các bạn có xưởng gia công, các bạn tìm được những cái loại vải rất là tốt cho cái sản phẩm của các bạn, mà các bạn lại cho ra những cái giá thành rất là phải chăng như thế này. Mình shopping những cái này cỡ khoảng 2 triệu thôi mà đã có được rất là nhiều cái bộ trang phục như thế này. Trong khi ngày trước thì chúng ta với 2 triệu chúng ta chắc mua được chỉ một cái quần và một cái áo ở những cái brand của nước ngoài, những cái brand gọi là fast fashion của nước ngoài thôi, như Zara hay là Topman hay là gì đó thôi. Mình cũng từng tham gia với bạn mình ở cái giai đoạn làm đồ local brand. Tuy nhiên lúc đó thì không có được design, không có được này nọ như các bạn đâu. Thật sự rất là sao đau các bạn đã cống hiến cho cái streetwear Việt Nam lên một tập cao mới như thế này. Ok, và quay trở lại với cái chiếc áo của chúng ta. Cái chiếc áo đến từ Builder. Cái cách đóng gói cũng giống như là những cái chiếc áo trước thôi, những cái sản phẩm, những cái local brand trước thôi. Chiếc áo này mình mua với giá là 320.000 và size XL. Form của cái chiếc áo này thật sự nó cũng làm cho mình rất là đau đầu đó. Bởi vì mình chỉ, như các bạn thấy, mà mặc là nếu mình giơ tay cao lên chắc chắn là sẽ hở bụng luôn á. Nó rất là ngắn. Nhưng cái độ rộng thì có thể chấp nhận được, nhưng mà nó cực kỳ ngắn luôn. The Builder cũng là một trong những cái local brand mà làm cho mình rất là khó chọn lựa size.
mình chọn cái chiếc áo màu này không hiểu tại sao gần đây mình lại rất là có thiện cảm với những cái màu nhạt như thế này. Và cái chiếc áo này nó cũng thật sự là cái màu mà mình cũng đang tìm kiếm, đang muốn khớp ở thời gian gần đây. Chiếc áo này thì nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ lắm. Phía bên ngực phải thì có một cái logo của The Builder. The Builder làm thác ở trên cổ rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy phía sau thì có một bức tranh họ in trắng đen hình một cái cây, một cái nhánh cây khô trong cái studio. Ở dưới đây thì có những cái dòng chữ Builder và cái dòng chữ Concept Store Concept 2019. In rất là mỏng, in nét rất là mỏng. Thì cái áo này là một cái áo đơn giản thôi, cái áo basic thôi, nhưng mà cái màu này thật sự mình rất là thích. Và mình cũng mua được 3 sản phẩm của The Builder từ trước đến giờ rồi, cũng chưa bao giờ thất vọng với cái logo brand này. Cái chất lượng vải cũng rất là tốt và không bị giãn, không bị rút gì hết nha các bạn. Tiếp theo là logo brand này, mình không biết mình đọc đúng không, nếu mà sai các bạn bỏ qua cho mình nha. SWE. Okay. Thì cách đóng gói của họ rất là đơn giản thôi, bỏ vô một cái túi nhựa. Và đây là chiếc áo của chúng ta. Thật sự mình rất là mừng luôn khi mình vào cái store của họ, mình thấy cái chiếc áo mà nó bự như thế này là mình thật sự rất là mừng luôn. Mình biết chắc chắn là cỡ 70% đến 80% là mình mặc vừa, và cái fit này là cái fit mong muốn của mình rồi. Thì mình mua khoảng 250-300 gì đó, mình không nhớ, mình mất cái bill rồi. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Mình mua size XL. XL thôi mà nó rộng như thế này là mình biết chắc chắn mình sẽ mặc vừa rồi. Chất liệu của nó là chất liệu thun cô tông 4 chiều. Đây cũng không phải là một cái chất liệu mà mình thích. Thì cái ưu điểm của thun 4 chiều này á là in hình rất là đẹp, thật sự luôn. Và tiếp theo nữa là nó rất là mau khô và giữ form rất là tốt. Các bạn cũng không cần ủi luôn, nó sẽ tự thẳng, nó không có bị nhăn. Nó không có nhăn nhiều. Nè, mình dò nét như vậy luôn, nó cũng sẽ vẫn thẳng. Tuy nhiên điểm mình không thích là nó có polyester rất là nhiều, cho nên rất là dễ bị hôi khi mà chúng ta bám mồ hôi, hay là cái áo chúng ta bị ẩm, có cái mùi hôi, mùi ẩm rất là khó chịu của những cái áo thun thể thao đó các bạn. Nhưng mà không sao hết, thì chiếc áo này form rất là đẹp, tha thứ hết, đẹp là tha thứ hết. Có những cái dòng chữ như là John Kiss with the Mission. Đây thì có logo của họ, logo của họ in rất là đẹp luôn, màu cam. Cái chiếc áo này là tông đen cam. Tông đen cam cũng là một cái tông mình rất là thích từ xưa đến giờ luôn, đen đi với cam là mình thích. Nó mang cái cảm hứng như xưa mình xài những cái dòng màu Walkman, Sony Ericsson Walkman đó các bạn. Mình rất là thích cái phối màu. Phía sau thì là một dòng chữ Customer in màu cam phía sau luôn. Mình cực kỳ thích những cái áo mà có chữ in đứng trên vai như thế này, thật sự là mình rất là thích. Ở đây thì họ dằn lai cổ rất là kỹ. Các bạn thấy họ dằn lai cổ cực kỳ kỹ luôn. Như thế này thì cổ nó sẽ không khó, rất là khó bị giãn, và cái form độ sẽ giữ rất là tốt, nó hold up rất là tốt. Và món cuối cùng, món đồ cuối cùng mà mua được của ngày hôm nay đến từ Sun. Mình không biết được là nó đọc như thế nào nữa. Các bạn ghi vậy có lẽ là chia chữ ra đọc ha. TUTSUNTUSN. Thôi cái gì quá đây mà mình không biết đọc cái hiệu này luôn. Nãy giờ thì các bạn thấy thì những cái local brand khác họ đều là túi ni lông, túi nhựa. Thời gian gần đây thì mình rất là dị ứng với cái chất liệu nhựa, nên là mình thấy những cái gì mà ni lông, túi nhựa thì mình thấy rất là dị ứng. Thì khi mà mình thấy được cái đóng gói này của họ, nó vừa đẹp, nó vừa tinh tế mà nó lại còn làm cho mình mát mắt nữa, cho nên đây là một cái điểm cộng rất là lớn đối với cái local brand này. Một lần nữa shout out cái local brand này vì sử dụng cái chất liệu đóng gói như thế này. Chưa đâu các bạn, cái sự dễ thương của cái họ không dừng ở đó đâu, họ còn cho mình một cái lá thư nữa. Wow, trong cái lá thư này ghi là nói chung là cảm ơn chúng ta đã chọn lựa sản phẩm của họ. Và chúng ta có rất là nhiều sự chọn lựa nhưng chúng ta lại chọn lựa sản phẩm của họ. Một lời cảm ơn. Và các bạn có thể thấy là họ rất là tinh tế và rất là chăm chút đến cái từng khách hàng của họ thế nào. Và chiếc áo này mình mua với giá là 300.000, rất là rẻ luôn. Và đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc áo thi màu trắng. Thì cứ đồ của mình nó cứ quanh quẩn là trắng và đen thôi, cứ thấy trắng thứ đen mà in hình đẹp là mình mua. Cái local brand này cũng là một cái local brand làm mình rất là đau đầu. Đồ của họ rất là nhỏ, tuy thiết kế của họ thật sự rất là đẹp luôn, nhìn mình rất là muốn mua nhiều cái, nhiều thứ hơn, nhưng mà nó không có size của mình các bạn. Mình định bỏ về rồi, nhưng mà hên sao mình quay lại mình lựa tiếp, thì mình lựa được một cái chiếc áo này có form tạm chấp nhận được, nó không rộng nhưng mà nó fit vừa với người của mình. Và mình cũng rất là ưng ý với cái kiểu phối những cái hình in và cái fit áo như thế này. Thì đây có một cái hình in như là cái logo
Ở bên này thì có dòng chữ The Shirt Unit. Đó thì nó những cái dòng chữ rất là dễ thương. Và phía sau thì một cái hình in với những cái họa tiết là những cái đường thẳng, những cái đường twice như thế này. Ok, cái áo này rất là đơn giản thôi và họ cũng có dặn lại cổ luôn. Và chiếc áo này mình mua size large. Và thử thách $100 shopping cùng local brand đến đây là kết thúc. Thật sự số lượng local brand mình đi đến để tìm nó nhiều hơn là số lượng local brand mà mình đã nói ở trên. Như các bạn biết ở đầu video mình đã nói thì có những cái local brand họ làm những cái size rất là nhỏ mà kiểu dáng thì mẫu mã rất là đẹp, hình nên rất là đẹp luôn. Mình nhìn mình rất là thích nhưng mà mình không thể nào mặc vừa được, cho nên đó mình thật sự rất là tiếc luôn. Hy vọng là sau này những cái local brand của chúng ta họ sẽ nâng size lên để những người như mình có thêm nhiều sự lựa chọn. Và thêm nữa, có lẽ là số tiền những sản phẩm ở đây nó sẽ không trọn vẹn $100 theo cái mệnh giá quy đổi. Mục đích mà mình làm video này để mang đến cho các bạn cũng như là mình những cái thông tin về những cái local brand của chúng ta, chất lượng sản phẩm, giá tiền và mẫu mã thiết kế của họ như thế nào, để chúng ta có thêm nhiều thông tin và có thêm nhiều sự lựa chọn. Nếu các bạn thích mình làm những cái video như thế này hay là những cái chủ đề như thế nào thì các bạn hãy comment bên dưới để cho mình biết nha. Hy vọng các bạn sẽ thích video này và đừng quên cho mình một like, cũng như là đừng quên nhấn chuông và subscribe channel của mình để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này cũng như là đã ủng hộ kênh của mình thời gian qua. Mình là Đức đến từ channel By My Way. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye, see you next time.